Trong một buổi gặp mặt đầu tiên với những người sẽ làm việc với nhau, bạn leader yêu cầu chúng tôi tìm ra 3 từ để giới thiệu về mình. Ai cũng cố gắng suy nghĩ trong chốc lát xem bản thân thực sự là như thế nào, rồi đưa ra những mỹ từ hùng hổ nhất để thể hiện bản thân mình, như là tự tin, tử tế, nhiệt huyết, can đảm, hòa đồng, ham học hỏi. Rồi sau vài tuần làm việc chung, cũng chính những người này lại bộc lộ những nét tính cách hoàn toàn trái ngược với những gì họ tuyên ngôn. Người tự tin lại chần chừ trước một bước tiến khó khăn, người tử tế lại lập group chat nói xấu leader, người nhiệt huyết lại là người hay chậm deadline nhất, và người cho rằng mình nên tôn trọng người khác lại là người chuyên phán xét những hành động của những người xung quanh. Thực ra tôi nghĩ, khi chúng ta nghĩ về những đức tính tốt đẹp, thường nó là những điều chúng ta nghĩ mình sẽ, chứ không phải những điều mà chúng ta là. Đó là lý do mà chúng ta thường hay thất vọng với những người làm tuyên ngôn. Mấy người hay nói đạo lý thường sống như... Tôi rất hạn chế những cuộc hẹn mong muốn được gặp gỡ của những người quen biết tôi trên mạng xã hội. Bởi ở trên này, tôi thể hiện mình là một người sâu sắc, điềm đạm và trầm tính đến đâu, thì ở ngoài đời, tôi lại trẻ con, bốc đồng và xám xí ngang bằng như vậy. Bạn tôi thường xuyên đi nói chuyện với người khác về tình yêu, hiểu biết rất nhiều về cách mà hai người yêu nhau nên đối xử với nhau thế nào. Nhưng với người yêu mình thì nó lại luôn làm ngược lại, hành động theo cảm tính và cũng đẩy dậy những sai lầm. Vậy thì tại sao chúng ta lại thích nói về những điều tốt của bản thân đến vậy? Chủ nghĩa hoàn hảo khiến chúng ta tin rằng mình phải là phiên bản mà nhiều người khao khát trở thành. Một tài khoản Instagram với những bức ảnh hưởng thụ cuộc sống, những dòng status bạn nghĩ gì về tôi nhưng lại mong muốn người ta nói tốt về mình, và rồi phản ứng khó chịu khi có ai đó nói ra sự thật mà bạn nhất mực muốn chối bỏ. Khi không chấp nhận những điều không hoàn hảo từ mình, chúng ta khó lòng nào mà chấp nhận và tha thứ cho người khác. Jean-Paul Sartre từng viết, người khác chính là địa ngục. Chúng ta không chấp nhận những điểm xấu xí của người khác, nhưng thực ra là đang chối bỏ những biểu hiện đó ở bản thân mình. Chừng nào bạn còn chối bỏ bản thân, bạn chẳng thể nào quan sát và nhận biết sự việc một cách sáng tỏ như cách nó đang là. Bạn chỉ nhìn thấy ý muốn của bản thân được phóng chiếu lên mà thôi. Vậy nên, khi chúng ta chấp nhận rằng bên trong chúng ta tồn tại một kẻ đầy tham vọng, một đứa trẻ bốc đồng hay hờn dỗi, hay khi chúng ta chấp nhận rằng chúng ta cũng vô dụng, bất tài, yếu đuối và cô đơn, chúng ta sẽ tự tạo ra nguồn năng lượng để cảm thông cho chính mình và rồi chữa lành cho chính mình, từ đó hiểu và cảm thông cho người khác. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, nên luôn mong muốn người yêu mình cư xử vừa vặn với những hy vọng mà mình đặt lên anh ấy. Tôi là một kẻ lười biếng, để nhà cửa bừa bộn và cũng sắp xếp lộn xộn những suy nghĩ trong tâm trí mình. Tôi là một kẻ tham lam, mê tiền, yếu đuối, bốc đồng. Đôi lúc tôi dè bỉu và coi thường những người mà tôi nghĩ họ kém cỏi hơn tôi. Tôi không hoàn hảo như những gì mình thể hiện. Tôi không thực sự yêu quý bản thân mình. Tôi thấy mình kinh tởm chết đi được. Nhưng vì vậy mà tôi sống, cũng vì vậy mà tôi là con người. Cuộc sống này luôn vốn rất khó khăn, đã vậy và sẽ như vậy, mong tôi hãy luôn vững vàng. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Nếu các bạn thích những nội dung tương tự thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Pew, xin chào và hẹn gặp lại.